Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh số tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước để hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, cũng như góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Sở Y tế là đơn vị dẫn đầu khối sở ngành của tỉnh về việc giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, 3 trung tâm là truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản và y tế dự phòng được nhập lại thành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Không chỉ giúp bộ máy thu gọn mà còn trực tiếp giảm số lãnh đạo từ cấp trung tâm đến cấp khoa phòng. Điều này có nghĩa giảm một phần chi phí cho ngân sách nhà nước. Trong khi công việc được triển khai hiệu quả hơn, cán bộ nhân viên của 3 trung tâm đều đồng thuận sau khi nhập là một. Vì khi mà xâm nhập với nhau thì sẽ tránh được sự chồng chéo công việc, có thể là sự chồng chéo công việc của 3 đơn vị trước đây nếu tồn tại độc lập. Cái thứ hai nữa là khi mà xâm nhập với nhau thì chúng ta sẽ hợp lực được tất cả các nguồn kể từ trang thiết bị, về nhân lực, về con người, về cơ sở vật chất. Từ giám đốc cho sắp nhập, tôi được bổ nhiệm mà phó giám đốc thì tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng thì chúng tôi rất thoải mái, không có vấn đề gì. Tại vì đâu thì vẫn là cái công việc đấy. Đến nay, Sở Y tế đã giảm được 33 đầu mối, bao gồm 12 trung tâm và 21 khoa phòng tương đương. Đơn cử như việc giảm 2 đơn vị cấp tỉnh, giảm 10 trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình để nhập vào trung tâm y tế huyện. Từ 162 trạm y tế, nay sắp nhập giảm xuống còn 155 trạm. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm giảm từ 4 phòng xuống 2 phòng. Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình giảm từ 3 phòng xuống 2 phòng. Tất cả những công chức viên chức nào ở trong những cái vị trí như vậy thì cũng đều biết trước được cái chủ trương này. Và các đồng chí cũng đã xác định đây là cái nhiệm vụ. Từ đó khi đi triển khai và thực tế bây giờ đã đi triển khai thì tất cả những cái vị trí ấy thì cán bộ vẫn yên tâm công tác, hoạt động vẫn đảm bảo hiệu quả mà không ảnh hưởng đến công việc chung. Khi bộ máy được tinh gọn, mỗi vị trí việc làm ở từng đơn vị đều được lượng hóa bằng những công việc cụ thể rõ ràng sẽ là điều kiện để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bởi khi đó, văn bản thủ tục của người dân, doanh nghiệp gửi đến nhưng chậm giải quyết, thậm chí gây phiền hà ở khâu nào đều được thể hiện rõ. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch thực hiện, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính ở cấp sở và cấp huyện. Qua triển khai, được người dân doanh nghiệp đánh giá cao, phản ánh tại huyện Văn Lâm là địa phương làm tốt công tác cải cách hành chính, huyện đạt số điểm cao nhất trong bảng điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Thay vì phải đến nộp hồ sơ, ở nhiều phòng liên quan đến thủ tục hành chính cần giải quyết và nhận lịch hẹn trả lời kết quả của từng đơn vị, thì nay tất cả các hồ sơ thủ tục của người dân, doanh nghiệp đến đều được giải quyết tại bộ phận một cửa liên thông. Tại đây, mỗi phòng ban chuyên môn của huyện đều bố trí cán bộ cùng trực để đồng thời giải quyết nên rút ngắn thời gian, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp đến hoàn thiện các thủ tục giấy tờ cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của mình. Đây là lần đầu tiên tôi cũng đi làm thủ tục cho tặng về thủ tục hành chính giấy tờ quyền sử dụng đất. Thì về một thủ tục hành chính đất đai thì tôi không hiểu lắm, nhưng mà đi đến đây thì tôi không biết, thì tôi cũng hỏi các nhân viên của bộ phận một cửa thì các anh cũng chỉ dẫn và tư vấn nhiệt tình. Sự hướng dẫn của các nhân viên ở đây thì phải nói là rất là nhiệt tình và cũng rất là tốt. Về cái hướng dẫn họ chỉ bảo này, các thứ, các cái này là tôi thấy là nó cũng là nhẹ nhàng và rất là dễ hiểu. Bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính được huyện Văn Lâm triển khai và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Từ đó đến nay, bình quân mỗi ngày, bộ phận giải quyết từ 30 đến 40 thủ tục giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả giải quyết trong hơn 2 năm qua, kể từ khi đưa vào hoạt động bộ phận một cửa, 99% số hồ sơ giấy tờ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Thủ tục hành chính được niêm yết, công khai, minh bạch, rõ ràng, sẽ tạo điều kiện cho công dân tổ chức thực hiện cái liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của mình. Thông qua đó cũng là cái phương tiện để công dân, tổ chức, cá nhân giám sát được cái cơ quan hành chính nhà nước.
và cán bộ công chức viên chức trong cái việc thực hiện nhiệm vụ. Kết quả trong 2 năm qua, huyện Văn Lâm đều dẫn đầu tỉnh về chỉ số cải cách hành chính so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tuy nhiên, trên địa bàn toàn tỉnh, việc triển khai bộ phận một cửa ở một số địa phương và sở ngành chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, vẫn còn tình trạng triển khai hình thức. Hồ sơ, giấy tờ của người dân, doanh nghiệp đến giải quyết còn bị kéo dài, gây khó khăn, trong đó có các hồ sơ giấy tờ liên quan đến cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Chuyên mục Cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh số tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.